áp đặt thế trận sở trường của cao thủ Singapore. Vũ Phong vẫn đang là Vũ Phong. Cú dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng đã rất căng, bóng đi rất hiểm nhưng vẫn chưa thể đánh bại đường Hassan bin Sani. Vũ Phong, đường truyền của Vũ Phong vào không. Minh Phương, Tài Em và cầu thủ áo trắng cho rằng trọng cầu thủ Singapore tích cực di chuyển. Ngay cả Alexandra Duric cũng lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự. Tài Em, người gần nhất ghi bàn được vào lưới của Singapore chính là Tài Em. Khoảng trống chưa bắt. Quả đá của Việt Cường. Cho đến lúc này thì những cú sút xa của đội tuyển Việt Nam là Min Gian Tan đã trở lại và tiếp tục thi đấu. Nguy hiểm, không vào. Quan Hô Tấn Trường với tình huống cảnh giác vừa rồi. Duric hay Gukasmir chỉ chờ những quả đá phạt góc như thế này. Rất tốt. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng có thể có được khả năng chiến đấu tốt như tấn tài. Cú tung! Và thắng mở tỷ số đã đến với đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà đội tuyển Việt Nam có thể nói là đã rung động để trí đông khi mà Singapore bước vào trận đấu này với ý đồ là phòng ngự phản công, thì chúng ta đã trừng trị đối thủ bằng một đòn phản công sắc như dao cạo. Huấn luyện viên Alfredo, người đang dẫn dắt thành công đội tuyển Indonesia, cũng đang có mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta hãy cùng thưởng thức lại một pha phản công đúng là sắc như dao cạo của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời Vũ Phong, hòa phối hợp giữa những người không phải là những cầu thủ thường đón những đường truyền của đồng đội, Thành Hương và Vũ Phong. Trước đó thì Trọng Hoàng với khả năng chiến đấu tuyệt vời. Xin mời các bạn cùng theo dõi lại tình huống mà anh Đức đã có thời cơ. Và dứt điểm của anh Đức vẫn trong tư thế hơi vừa. Trong những pha bóng như vậy thì Minh Phương vẫn là người có khả năng thực hiện những đường truyền có độ chính xác cao hơn. Agukasmir rất nguy hiểm. Phòng ngự của đội tuyển Việt Nam không hiểu sao vẫn đang chơi như mơ ngủ. Và chỉ có may mắn thì chúng ta mới chưa phải nhận bàn thua. Rất may là quả đá của Duric là quá đơn giản trong một tình huống mà Tấn Trường cũng đã đổ người sang. Nigeria. Cúi đầu của Alexandra. Sự tập trung của Tấn Trường trong phút vừa rồi đáng khen ngợi biết bao. Bóng trong chân của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội. Không vào. Nếu như